Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 200 tròn của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Gật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 12 năm. Tại Bắc Minh Động Phủ, hai người Đan Bảo và Tô Vũ Cơ đều đi tu hành. Bọn họ lưu lại pháp thân chờ đợi Kỳ Linh xuất quan. Chủ nhân, thành tựu đạo quân cũng thật lâu, tại sao vẫn không đi ra vậy? Đan Bảo nghi hoặc buồn bực nói. Đã qua 12 năm rồi, Thiên Nhất đạo quân cũng đã hỏi, hai chúng ta cũng ngây ngốc ở đây suốt 12 năm qua. Chẳng phải 12 năm sao? Không phải bản tôn của ngươi đang ở trong Động Phủ tu hành hay sao? Tô Vũ Cơ nói. Cho dù có qua 1000 năm, 1000 năm, người cũng phải chờ. Dạ, ta chỉ nói thầm mà thôi. Đan Bảo liền nói. Thành đạo quân đột phá cũng xuất quan nhanh thôi, chủ nhân chúng ta bế quan quá lâu. Cũng phải. Tô Vô Cơ gật đầu nói. Thật là lâu. Bỗng nhiên, oanh! Lúc này khí tức kiếm đạo vô cùng đáng sợ lao ra ngoài. Trận pháp cấm chế của Bắc Minh Động Phủ ngăn cách tất cả khí tức ngoại giới, không cách nào dò xét được. Khí tức kiếm đạo này cao cao tại thượng, mãnh liệt và lăng lệ, ác liệt, làm cho Tô Vũ Cơ, Đan Bảo chỉ cảm thụ liền run rẩy. Bọn họ không dám sinh ra ý niệm trong đầu, nội tâm chỉ có sợ hãi mà thôi. Thật là đáng sợ, khí tức kiếm đạo này ngưng tụ thành kiếm ý, sợ rằng một đạo kiếm ý có thể chôn vùi tất cả hai người họ. Sao? Kiếm đạo này? Hai người bọn họ vô cùng kinh hãi. Qua một hồi lâu, hai người bọn họ còn chưa kịp bình tĩnh trở lại, cửa động phủ mở ra, một thân ảnh áo trắng vác thần kiếm màu đen đi ra bên ngoài. Chủ nhân! Hai người bọn họ đều đứng lên. Chủ nhân, người... Tô Vô Cơ nhìn thấy khí tức của Kỳ Linh dường như không quá giống với khí tức của đạo quân nhất bộ. Sau khi trở thành đạo quân có rất nhiều cảm ngộ, vì vậy liền tu luyện thêm một ít thời gian, không nghĩ tới trực tiếp đột phá đến đạo quân nhị bộ rồi. Kỳ Linh nói thẳng. Sao? Đạo quân nhị bộ ư? Tô Vô Cơ, Đan Bảo vô cùng giật mình. Kỳ Linh cũng có chút hổ thẹn. Muốn lừa gạt thì phải lừa gạt tất cả người tu hành khác, như vậy mới là an toàn nhất. Kỳ Linh cảm giác trong tối tăm mình ngụy trang thành đạo quân nhị bộ là tốt nhất, con đường tu hành cũng sẽ an toàn hơn. Chủ nhân, ngươi nói từ đạo quân nhất bộ đến đạo quân nhị bộ chỉ cần thời gian ngàn năm, không nghĩ tới chủ nhân ngươi tu hành nhanh lại như vậy. Tô Vô Cơ hưng phấn không nhỏ nói. Chủ nhân đúng là khó lường mà. Tốt, những chuyện này không nên truyền ra ngoài. Kỳ Linh nói, đồng thời Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn lên không trung, tâm niệm vừa động, trận pháp của Bắc Minh Động Phủ cũng đã được hủy bỏ. Sau khi trận pháp Bắc Minh Động Phủ rút đi, Thiên Nhất đạo quân, Ngự Đấu đạo quân cũng đã biết rõ. Kỳ Linh, ngươi có thể đột phá, chúc mừng, chúc mừng. Một đạo thần niệm quét qua, đồng thời truyền âm cười nói. Ồ, khí tức của ngươi, chẳng lẽ ngươi thành đạo quân nhị bộ rồi ư? Chỉ một lát sau, đám người Thiên Nhất đạo quân, Ngự Đấu đạo quân, Ngự Sán đạo quân lúc này đi tới động phủ của Bắc Minh. Bọn họ sợ hãi, thán phục mà nhìn Kỳ Linh. Tại sao các ngươi lại có bộ dạng như vậy vậy? Kỳ Linh liền hỏi. Trong ngàn năm, từ đạo quân nhất bộ đột phá đến đạo quân nhị bộ, chúng ta chưa từng nghe qua truyền thuyết này. Thiên Nhất đạo quân cười tủm tỉm nhìn Kỳ Linh nói. Hôm nay xem như tận mắt nhìn thấy. Ngư Sán à, nhìn thấy cái gì gọi là yêu nghiệt chưa? Ngư Sán đạo quân nhìn Kỳ Linh, gật gật đầu và ừ một tiếng. Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm lu mờ bị cuồng phong che khuất, nói. Thiên Nhất đại ca, Thanh Phong thánh chủ lợi hại cỡ nào chứ? Hắn có thiếu hụt và nhược điểm gì? Ngươi và hắn kết oán vô số năm tháng, có lẽ ngươi biết rõ hắn nhất mà. Kính xin Thiên Nhất đại ca nói cho ta biết một chút đi. Cái hắn lợi hại nhất và thiếu hụt nhất sao? Thiên Nhất đạo quân nghi hoặc nhìn Kỳ Linh nói. Ngươi muốn làm gì vậy? Kỳ Linh có phần tinh đồ của Mang Nhai Quốc đưa cho, trên đó có ghi lại đạo quân ở các cương vực, cũng ghi lại Thanh Phong thánh chủ. Trong ghi chép cũng tương đối kỹ càng. Từ những ghi chép kia mà nhìn, Kỳ Linh cảm giác mình hoàn toàn có thể đánh với Thanh Phong thánh chủ một trận. Thế nhưng cuối cùng Thiên Nhất đạo quân và Thanh Phong thánh chủ kết thủ với nhau lâu như thế, chỉ sợ hắn biết rất rõ còn nhiều hơn cả trong ghi chép. Đại chiến như thế, chuẩn bị càng chu toàn một chút càng tốt. Ngươi... Ngự Đấu đạo quân bên cạnh nhíu mày, bỗng nhiên giật mình nhìn Kỳ Linh nói.
Ngươi chuẩn bị đại chiến với Thanh Phong Thánh Chủ một trận ư? Sao? Cái gì? Ngư Sán, Thiên Nhất và Đan Bảo cùng Tô Vô Cơ bên cạnh Kỳ Linh cũng phải giật mình. Kỳ Linh kinh ngạc nhìn Ngự Đấu Đạo Quân, gật đầu nói: Ngự Đấu đại ca suy diễn quả thật lợi hại. Đúng là như thế. Thực lực của ta hiện tại đại tiến, đang muốn đại chiến với Thanh Phong Thánh Chủ để xem như thế nào đây. Ngươi là đạo quân nhị bộ mà. Thiên Nhất đạo quân vội vàng nói: Ngươi cuồng vọng muốn đấu với Thanh Phong một trận ư? Thực lực của hắn không thua kém gì ta đâu. Cho dù Ngự Đấu là đạo quân tứ bộ, thực lực cũng yếu hơn Thanh Phong Thánh Chủ một bậc. Ngươi từ thế giới cảnh liên tiếp đột phá đến đạo quân nhị bộ, liền cho rằng mình là vô địch ư? Kể Linh à, không phải đại ca nói ngươi trong cương vực mênh mông tuyệt đối phải cẩn thận, cuồng vọng mù quáng dễ dàng chết lắm đấy. Thiên Nhất đạo quân rất vội vàng: Huynh đệ nhà mình nổi điên hay sao? Đại ca. Kỳ Linh cũng không nhiều giải thích, nói: Tiếp ta một chiêu. Sao? Thiên Nhất đạo quân nhìn Kỳ Linh lập tức gật đầu nói: Cũng được, ngươi ra tay đi, ta muốn xem ngươi mạnh cỡ nào nào. Vù. Kỳ Linh hư không tiêu thất. Thiên Nhất đạo quân lúc này bình tĩnh cũng phải biến sắc. Xoẹt 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 xoẹt. Từng bóng kiếm từ khắp bốn phương tám hướng đánh tới, trực tiếp đâm vào Thiên Nhất đạo quân. Mỗi một bóng đạo kiếm đều mạnh tới mức đáng sợ. Thật là nhanh, quá nhanh. Này, này. Hai tay của Thiên Nhất đạo quân như hóa thành nước chảy. Hai đạo nước chảy quấn quanh với nhau và hoàn toàn che chở chung quanh Thiên Nhất đạo quân, kiệt lực ngăn cản mỗi một bóng kiếm của Kỳ Linh đánh tới. Dù vậy, Thiên Nhất đạo quân cũng có chút luống cuống tay chân. Hắn cần lần lượt công kích và làm cho nước chảy không ngừng nhộn nhạo. Ngay cả đám người Ngự Đấu đạo quân, Ngư Sán đạo quân đang xem cũng rất giật mình. Vù. Thân ảnh Kỳ Linh xuất hiện lần nữa và đứng ở phía xa xa. Đại ca, sao, như thế nào? Kỳ Linh nhìn Thiên Nhất đạo quân. Hảo, hảo huynh đệ. Thiên Nhất đạo quân vô cùng vui mừng, hai mắt tỏa sáng và kinh hỉ nhìn Kỳ Linh. Hắn cười nói: Đúng là hảo huynh đệ, bằng một chiêu này ngươi cũng đủ để tung hoành vô tận cương vực rồi. Tốc độ của ngươi quá nhanh, tại sao lúc chiến đấu còn có tốc độ nhanh như vậy được? À, đó là vì ta ngộ đạo. Kỳ Linh nói. Tốc độ của Kỳ Linh gần đạt tới gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Trọng yếu chính là đạo quân khác mượn nhờ pháp bảo phi độn, mượn nhờ một ít lôi điện, thần quang cũng có thể gia tăng tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Thế nhưng đó là thời điểm chạy trốn, trong lúc tránh né và chiến đấu, tốc độ sẽ không được nhanh. Kỳ Linh vừa ra tay vô cùng điên cuồng, trong tích tắc hắn ra tay 6 vạn lần mà vận tốc tránh né công kích của hắn làm cho người ta phải sợ hãi, bởi vì gần gấp 10 lần với tốc độ ánh sáng. Thứ này không thể dựa vào ngoại lực làm được, phải xem ngộ đạo. Một ít người tu hành lôi điện nhất đạo, phong nhất đạo, quang nhất đạo, một ít đạo quân tứ bộ có tốc độ tránh né và chiến đấu gấp vài chục lần tốc độ ánh sáng. Đây chính là điểm nghịch thiên của bọn họ. Đương nhiên loại chuyện này cũng rất hiếm thấy, đụng phải hơn trăm đạo quân tứ bộ cũng khó mà tìm được một người. Đương nhiên những đạo quân tứ bộ cũng có thể am hiểu phương diện này. Lợi hại, lợi hại. Thiên Nhất đạo quân bội phục vạn phần. Đại ca nói đúng, chỉ dựa vào tốc độ như thế, Bắc Minh ngươi đủ sức tung hoành vô tận cương vực rồi. Ngự Đấu đạo quân cũng gật đầu tán thưởng. Thật khó lường. Ngư Sán đạo quân sợ hãi thán phục không thôi. Thiên Nhất nói: Đúng rồi, Kỳ Linh, ngươi là kiếm quang của Măng Nhai Quốc kiếm cung đúng không? Ừ. Kỳ Linh gật đầu. Chủ nhân nhà ta vừa gia nhập kiếm cung không bao lâu đã là kiếm quân rồi, hơn nữa là thế giới cánh xếp hàng đầu của thập nhị cung đấy. Đan Bảo lập tức tự hào lên tiếng. Cha cha cha, Mang Nhai Quốc chính là một trong 6 thế lực lớn. Người tu hành thời gian ngắn như vậy lại có thể đứng đầu trong thế giới cánh của Mang Nhai Quốc thập nhị cung, khó trách vừa thành đạo quân nhị bộ đã yêu nghiệt thành như vậy rồi. Thiên Nhất đạo quân gật đầu nói. Có lẽ ngươi còn yếu hơn Thanh Phong Thánh Chủ một chút ít, từ tốc độ thì ngươi đã đứng ở thế bất bại. Nói xong, Thiên Nhất đạo quân xuất ra một viên ngọc giản cũng giao cho Kỳ Linh. Thanh Phong đấu với ta quá lâu, ta biết rõ thủ đoạn của hắn, tất cả đều ghi trong ngọc giản này, ngươi xem đi. Kỳ Linh tiếp nhận, lập tức cẩn thận quan sát. Tin tức còn kỹ càng hơn ở trong tinh đồ Mang Nhai Quốc rất nhiều. Thanh Phong Thánh Chủ đúng là rất khó lường. Sao, như thế nào? Thiên Nhất đạo quân nhìn Kỳ Linh nói. Còn muốn tiếp tục đấu với hắn hay không đây? Đương nhiên phải đánh một trận rồi. Kỳ Linh ngẩng đầu nói. Cứ như thế ngăn trước cửa Thiên Thương Cung chúng ta, việc này không thể bỏ qua được. Được.
Thiên Nhất Đạo Quân cười nói: "Ngươi thành đạo quân cũng chính là một vị cung chủ của Thiên Thương Cung, đây là đầu mối khống chế trận pháp của Thiên Thương Cung. Chờ lát nữa ngươi giao chiến với hắn mà không địch lại, có thể thối lui vào trong Thiên Thương Cung." Nói xong, hắn đưa một viên cầu kim loại màu vàng hơi đen tới, phía trên có răng cưa và thần văn phức tạp, đây là đầu mối khống chế Thiên Thương Cung. "Đầu mối khống chế này chỉ có thể luyện hóa một lần mà thôi." Thiên Nhất Đạo Quân nói: "Sau khi ngươi luyện hóa, nó không thể sử dụng lần thứ hai." Đây cũng là vì phòng ngừa cung chủ của Thiên Thương Cung chết đi và đầu mối then chốt bị địch nhân luyện hóa. Dù sao, đây là hang ổ của Thiên Thương Cung vô tận năm tháng. Kỳ Linh luyện hóa sau đó liền cảm ứng được đại trận của Thiên Thương Cung, uy năng đúng là kinh người. "Ta đi đây." Kỳ Linh nhìn bọn họ, lập tức hóa thành hào quang bay ra ngoài. "Nhớ cẩn thận một chút." Thiên Nhất nhắc nhở. Ngư Sán Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân, Đan Bảo, Tô Vũ Cơ đều lo lắng nhìn sang. "Ngự Đấu đại ca, Bắc Minh hắn có nguy hiểm gì không đây?" Ngự Sán Đạo Quân lo lắng hỏi thăm. "Thực lực chỉnh thể của hắn không bằng Thanh Phong, hắn là kiếm tu, am hiểu là chiến đấu." Ngự Đấu nói: "Có lẽ đánh không lại Thanh Phong, nhưng bảo vệ tính mạng không phải lo, cứ để cho hắn đánh một hồi đi." Thiên Nhất cũng cười nói: "Nhỡ đánh không lại thì sao?" Tô Vũ Cơ bên cạnh lo lắng: "Rất khó, gần như không có hy vọng." Thiên Nhất lắc đầu. Cuồng phong bao phủ cả bầu trời u ám, nó che phủ toàn bộ Thiên Thương Cung. Một đạo hào quang từ trong nội cung bay ra ngoài, bay ra khỏi trận pháp cấm chế và ngừng ở giữa không trung. Đó là thiếu niên lưng cõng thanh kiếm màu đen. "Thanh Phong!" Kỷ Linh quát, tiếng quát cuồn cuộn như sóng bao phủ hư không, còn hóa thành vô số bóng kiếm. Hàng tỷ bóng kiếm nhanh chóng đánh thẳng vào trong thần điện, cũng đánh tan cuồng phong lờ mờ chung quanh. Ngay sau đó là tiếng nổ vang lên, cuồng phong tối tăm cũng biến mất không ít, rất nhiều bóng kiếm cũng tan vỡ. Thế nhưng bóng kiếm không ngừng sinh ra và tiếp tục công kích, cuồng phong tối tăm kia lại không ngừng đánh tới. Đây cũng là một loại biểu hiện về đạo của Thanh Phong Thánh Chủ, mà bóng kiếm của Kỳ Linh cũng là kiếm đạo trung cực của hắn. Hai đạo bắt đầu va chạm với nhau. "Sao?" Bên trong thần điện, một thân ảnh mặc áo bào hoa lệ mở mắt ra. Hắn đi đến cửa thần điện và nhìn bóng trắng với vô số bóng kiếm đang đánh tới. "Người chính là Bắc Minh Ngư." Thanh Phong Thánh Chủ nhìn dung mạo và đã nhận ra. "Phải, là ta." Kỳ Linh nói. Thanh Phong Thánh Chủ nói tiếp: "Nhanh như vậy đã trở thành đạo quân nhị bộ, chẳng lẽ ngươi trước kia ngụy trang thành thế giới cảnh sao? Uy lực kiếm đạo của ngươi không hề kém, ngươi chỉ là một đạo quân nhị bộ đã có kiếm đạo như vậy, thật sự khó lường. Ngươi muốn giao thủ với ta là hành vi không lượng sức đâu." "Bớt nói sàm đi, tiếp một kiếm của ta." Kỳ Linh đứng xa quát lớn. Bang! Vỏ kiếm màu đen bay lên để lộ ra Bắc Minh Hồng Kiếm. Giữa không trung ức vạn kiếm ảnh vây quanh, Kỳ Linh sử dụng ba đầu sáu tay, chỉ thấy mỗi cánh tay của hắn đều cầm Bắc Hồng Kiếm. Sát! Khí thế Kỳ Linh trùng thiên, hắn giơ Bắc Hồng Kiếm lên cao và khí thế cương mãnh đáng sợ bộc phát. Chúng bay thẳng về phía trước và chém mạnh xuống. Bắc Hồng Kiếm lướt qua, không gian như bị cắt ra thành một con đường giống như xé vải vụn. Kiếm quang từ trong cái khe này chém thẳng tới trước mặt Thanh Phong Thánh Chủ. Trong nháy mắt tới trước mặt Thanh Phong Thánh Chủ thì uy thế của một kiếm đã bộc phát, giống như núi lửa tích lũy đủ lâu liền bộc phát ra ngoài vậy. Kỳ Linh thi triển kiếm đạo trung cực Thiên Băng Thức. Kiếm đạo trung cực có thể nhu hòa, có thể cuồng mãnh, có thể âm lãnh, có thể bá đạo, tất cả đều tùy tâm. Rất nhiều kiếm đạo ảo diệu đều là hòa và làm một, làm cho uy lực tăng vọt. Bởi vì quyết định chiêu thứ nhất cần cứng đối cứng, Kỳ Linh mới xuất ra một kiếm như thế. Công kích vô cùng cuồng mãnh, một thanh kiếm rất tốt. Nếu là U Lam đại kiếm của chúa tể chết đi kia, bởi vì lực lượng sáu đầu cánh tay hoàn toàn hội tụ vào thân của một kiếm này, từ đó làm cho uy năng của nó càng cuồng mãnh, càng bá đạo. Thanh Phong Thánh Chủ vẫn phong đạm, vân khinh như cũ, híp mắt hừ lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm giống như vô phong. Đương nhiên hắn không hiểu kiếm đạo, nhưng đối với hắn mà nói, sử dụng kiếm không khác gì dùng đao. Hắn chỉ cảm thấy thanh kiếm vô phong này thích hợp với đạo của mình mà thôi. Lăn! Thanh Phong Thánh Chủ trực tiếp vung trường kiếm bổ xuống. Từ góc độ kiếm đạo mà nói, kiếm này vô cùng vụng về. Trong nháy mắt, trường kiếm của hắn xém xuống đã có cuồng phong vô cùng vô tận gào thét và bộc phát. Chỉ thấy Bắc Hồng Kiếm xuất hiện giữa không trung như núi lửa gào thét, va chạm với cuồng phong vô cùng vô tận ập tới.
hai lực lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ va chạm với nhau. Cái gì? Thanh Phong Thánh Chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lúc này cũng bị đánh bay ngược về phía sau, dư âm ảnh hưởng của vụ va chạm đáng sợ vừa rồi khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Không gian cũng xuất hiện gợn sóng màu đen, sân mạch lập tức biến thành bột mịn, mà Thiên Thương Cung lại có trận pháp che chở cho nên đối kháng dễ dàng. Tòa thần điện của Thanh Phong Thánh Chủ bị dư âm ảnh hưởng lật tung và quay vòng. Trong thần điện này có 7 tên thế giới cảnh đang lo lắng nhìn ra bên ngoài. Sư tôn, Thánh Chủ! Bọn họ đều khẩn trương nhìn ra phương xa. Kỳ Linh chỉ lui lại giữa hư không vài bước mà thôi. Hắn nhìn sang Thanh Phong Thánh Chủ bị đánh sập bay ra xa, sau đó đứng vững vàng, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Lần đầu tiên hắn xem Kỳ Linh như đối thủ chân chính. Kiếm đạo thật lợi hại, thật không nghĩ tới một đạo quân nhị bộ lại có thể uy hiếp được ta. Thanh Phong Thánh Chủ vô cùng rung động. Tuy một kích vừa rồi chỉ là một kích tùy ý, dù sao cũng là cấp độ đạo quân tứ bộ công kích, hắn lại lâm vào thế hạ phong ngư. Người cũng không kém. Kỳ Linh hư lạnh nói. Rất tốt, lại tiếp một kiếm của ta. Thân thể Thanh Phong Thánh Chủ hơi biến hóa, hắn như một cơn gió mơ hồ, đồng thời hắn cầm kiếm trong tay chém ra lần nữa, cũng như lần trước lại là cuồng phong mãnh liệt. Kỳ Linh vô cùng tự tin và dũng mãnh, sáu cánh tay của hắn cứng đối cứng lần nữa. Bành! Va chạm chính diện sinh ra dư âm ảnh hưởng còn đáng sợ hơn vừa rồi rất nhiều. Lần này chỉ có Kỳ Linh bay ngược về phía sau. Quả nhiên cứng đối cứng với hắn mạnh hơn ta. Sắc mặt Kỳ Linh thay đổi và bay ngược về phía sau. Sau khi hắn bay ngược va chạm với trận pháp cấm chế của Thiên Tương Cung mới liền dừng lại. Chỉ một kích tùy ý nhưng ý cảnh vô cùng đáng sợ, uy lực cường đại hơn lúc trước cả vạn lần. Hắn thi triển thần thông ngư. Chính mình có thanh hoa vũ khí chi lực sánh ngang pháp lực của đạo quân tứ bộ, nhưng không cách nào thi triển thần thông. Bây giờ hắn vừa mới thi triển thần thông, chính mình đã lâm vào hạ phong rõ ràng như thế. Đây là yếu thế khi khiêu chiến vượt cấp. May mắn chính mình có bổn mạng thần binh, nếu không còn thua thảm hơn nữa. Từ khi kiếm đạo trung cực trở thành thần kiếm bổn nguyên của bổn mạng thần binh, uy lực của bổn mạng thần binh lại tăng lên rất nhiều. Vậy mà chống đỡ được ư? Sắc mặt Thanh Phong Thánh Chủ biến hóa, đôi mắt liền nhau lại, bước chân hơi thay đổi, bay thẳng về phía Kỳ Linh. Ngươi chỉ có chút thủ đoạn này hay sao? Kỳ Linh cười to, cố ý chế nhạo. Năm thanh kiếm sau lưng bay lên, phân biệt rơi vào trong năm cánh tay khác của hắn. Sáu cánh tay, sóng chuôi kiếm đều là bổn mạng thần binh. Chiến! Kỳ Linh đạp trên hư không, hắn lập tức mặt đối mặt, nghênh đón Thanh Phong Thánh Chủ. Chết đi! Thanh Phong Thánh Chủ vung tay chém ra nhiều kiếm, khi thì cuồng mãnh, khi thì nhu hòa, tất cả đều mang theo phong ý cảnh, uy lực lớn tới mức đáng sợ. Thế nhưng Kỳ Linh có 6 thanh kiếm, có kiếm thuật quỷ dị khó lường, có lỗ đen đáng sợ hình thành một tầng tầng lớp lớp công kích. Kỳ Linh sử dụng duy tâm thức mới có thể thi triển chiêu này. Sau khi hắn ngộ ra kiếm đạo trung cực, chỉ bằng một thanh kiếm có thi triển và dung nhập rất nhiều kiếm thuật tinh diệu, nhìn như lỗ đen nhưng nó lại như vô ảnh thức, thiên băng thức. Tất cả đều có một ít huyền diệu ở trong đó. Sáu thanh kiếm đối phó một thanh kiếm, kiếm thuật của Kỳ Linh rất đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Thanh Phong Thánh Chủ không thể làm gì được Kỳ Linh. Đúng là có chút thủ đoạn, làm ta phải thi triển thần thông, người cũng nên tự đắc đi. Thanh Phong Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, hắn lại vận dụng sáu cánh tay, đồng thời lại xuất hiện năm thanh kiếm khác. Sáu cánh tay, sáu chuôi kiếm lại tiếp tục nghiền áp về phía Kỳ Linh. Không tốt rồi. Vừa thấy Kỳ Linh đã sắp sụp đổ, đối phương công kích quá mãnh liệt, uy lực đúng là tăng cường không ít. Xem ra ta còn không có biện pháp cứng đối cứng với hắn ta. Kỳ Linh cũng hiểu chênh lệch giữa mình và đối phương, chính mình tay cầm một thanh kiếm nhưng không thể ngăn cản công kích của Thanh Phong Thánh Chủ, bây giờ lại dùng sáu cánh tay cầm sáu thanh kiếm, cứng đối cứng căn bản không cần lo lắng. Vèo! Bỗng nhiên Kỳ Linh hư không tiêu thất. Sao? Thanh Phong Thánh Chủ sững sờ, hắn cau mày suy nghĩ, hắn quét mắt nhìn chung quanh, thần thức cũng bao phủ chung quanh, hắn phát hiện có một thân ảnh với tốc độ đáng sợ đang bao phủ hắn vào bên trong. Kiếm quang sáng lên rồi biến mất. Keng! Thanh Phong Thánh Chủ lập tức ngăn cản một kích này. Ngay sau đó, trong phạm vi hơn trăm dặm, hơn 1000 đạo kiếm quang liên tiếp sáng lên. Kỳ Linh ra tay quá nhanh, tốc độ tia chớp biến ảo cũng cực nhanh, nhanh tới mức làm cho Thanh Phong Thánh Chủ không có biện pháp nào cả. Bên trong cận chiến, ưu thế tốc độ lập tức thể hiện ra bên ngoài. Mình có thể công kích địch nhân, thế nhưng địch nhân lại không thể công kích mình.
Tại sao lại có thể nhanh như vậy? Tốc độ chiến đấu lại nhanh như vậy được sao? Thanh Phong Thánh Chủ rung động không nhỏ. Tốc độ chiến đấu nhanh gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, phi thường hiếm thấy. Không nghĩ tới hắn lại đụng phải, hơn nữa đối phương chỉ là đạo quân nhị trọng. Từ đâu xuất hiện yêu nghiệt như vậy? Hắn nhất định là yêu nghiệt ngộ ra mấy đạo mạnh nhất và kết hợp lại rồi. Hơn nữa đạo của hắn ta cũng yêu nghiệt không kém. Lần thứ nhất Thanh Phong Thánh Chủ đối đãi với Kỳ Linh như đối đãi với chân chính đối thủ. Bắc Minh, Thanh Phong Thánh Chủ vây công Kỳ Linh, sáu cánh tay có thể như cuồng phong vô tận, đồng thời phát ra âm thanh trầm thấp lạnh như băng. Người thật có tư cách làm đối thủ của ta. Đáng tiếc người cuối cùng cũng chỉ là đạo quân nhị bộ mà thôi. Người hãy nếm thử lục phong bí thuật của ta. Tiếng nói còn quanh quẩn giữa không trung. Ầm ầm. Thanh Phong Thánh Chủ mặc trường bào màu đen hoa lệ cũng chấn động, đồng thời từng đạo cuồng phong xuất hiện. Những cuồng phong này phân thành 6 màu: lục, thanh, hồng, lam, tím, bạch, hắc. 6 đạo cuồng phong mạnh mẽ xuất hiện và quét qua thiên địa, cũng bao phủ Kỳ Linh vào bên trong. Thanh Phong Thánh Chủ xem ra, cho dù không thể giết Kỳ Linh, cũng có thể ngăn chặn tốc độ của hắn. Kỳ Linh thấy thế liền ngừng di động, đứng giữa không trung. Thanh Phong, chút thủ đoạn này của ngươi không thể làm gì được ta đâu. Chỉ thấy Kỳ Linh bộc phát điện quang lập lòe, đó là tia chớp màu vàng lợt, gần như hóa thành màu đen, ẩn ẩn mang theo chút ít kim quang. Đồng thời còn có nước chảy xuất hiện, nước chảy có màu trắng, vừa xuất hiện tựu đã làm cho không gian sinh ra hàn khí. Thất trọng thần lôi, thất trọng thần thủy, thanh hoa vũ khí chi lực của Kỳ Linh hôm nay sánh ngang đạo quân tứ bộ, lại có đan diệp thất chương nơi tay, luyện thành thất trọng thần lôi, thất trọng thần thủy cũng rất nhẹ nhõm. Đi. Ánh mắt Kỳ Linh phát lạnh, lúc này tia chớp màu vàng lợt hàng lâm, nước chảy màu trắng như đóng băng tất cả. Chúng hỗn hợp và quấn quanh nhau, hình thành thế giới vòng xoáy vô cùng đáng sợ. Đây là kiếm đạo trung cực, dùng âm dương lĩnh vực thể hiện uy năng, hình thành lôi thủy lĩnh vực, chỉ bằng vào thất trọng thần lôi, thất trọng thần thủy còn mạnh hơn gấp 10 lần. Lúc này, lôi thủy lĩnh vực không ngừng bao phủ khắp nơi, va chạm với cuồng phong 6 màu. Cuồng phong phát ra hào quang đáng sợ, thế nhưng tất cả bị phá thành mảnh nhỏ, hiển nhiên đã bị lâm vào thế hạ phong. Cái gì? Sắc mặt Thanh Phong Thánh Chủ biến hóa. Bên trong Thiên Thương Cung, Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân, Ngư Sán Đạo Quân, Đan Bảo, Tô Vô Cơ đang xem cuộc chiến cũng cực kỳ rung động. Trận đại chiến này uy thế hủy thiên diệt địa, đại năng hai phe cũng sử dụng thủ đoạn hủy thiên diệt địa. Thế nhưng thanh danh Thanh Phong Thánh Chủ rất lớn, không nghĩ tới Kỳ Linh lại có thể đánh ngang với đối phương. Bắc Minh thi triển lôi thủy kiếm vực, vậy mà trực tiếp phá lục phong bí thuật của tên điên kia ư? Thiên Nhất Đạo Quân sợ hãi than. Ồ, lợi hại, rất lợi hại. Vốn tưởng rằng Kỳ Linh sẽ lâm vào thế hạ phong, chỉ có thể dựa vào tốc độ trốn chạy để khỏi chết mà thôi. Bây giờ nhìn hắn cận chiến không kém quá lớn, bí thuật còn chiếm ưu thế mạnh mẽ. Một trận chiến này tên điên muốn thắng cũng không dễ dàng đâu. Sợ rằng bị ép sử dụng sát chiêu liều mạng rồi. Hắn lại có thể đánh ngang với Thanh Phong ư? Ngự Đấu Đạo Quân cũng sợ hãi thán phục. Chủ nhân! Hai mắt Tô Vô Cơ tỏa sáng, càng nhìn càng kích động. Giữa không trung, vòng xoáy lôi thủy mang theo khí thế vô cùng đáng sợ và trực tiếp bao phủ Thanh Phong Thánh Chủ. Bí thuật của hắn mạnh như vậy, hắn chỉ là đạo quân nhị bộ mà thôi, chẳng lẽ hắn đạt được đại năng nghịch thiên truyền thừa hay sao? Thanh Phong Thánh Chủ khiếp sợ, đồng thời hắn thần thể cũng ẩn ẩn mơ hồ. Từng đợt cuồng phong vần quanh lấy hắn, kiệt lực suy yếu thất trọng thần lôi, thất trọng thần thủy đang tới gần. Sát! Kỳ Linh hóa thành lưu quang, sau đó lao thẳng về phía Thanh Phong Thánh Chủ. Bí thuật nho nhỏ làm gì được ta chứ? Thanh Phong Thánh Chủ gầm lên. Tuy hắn bị lôi thủy lĩnh vực áp chế, nhưng cuồng phong vẫn bao phủ bên ngoài thân thể của hắn, từ đó lôi thủy lĩnh vực không thể gây tổn thương cho hắn được. Dùng thực lực của Thanh Phong Thánh Chủ, chỉ sợ phải là cửu trọng thần lôi, cửu trọng thần thủy liên hợp mới có thể gây thương tích được cho thân thể hắn. Đương nhiên Kỳ Linh cũng không muốn dựa vào lôi thủy lĩnh vực tổn thương đối phương. Nếu hắn chế buộc địch nhân, tốc độ địch nhân chậm lại, chính mình vốn chiếm cứ ưu thế tốc độ, làm cho ưu thế của mình càng lớn hơn trước. Chết đi! Kỳ Linh cũng bộc phát kiếm ý, trong lôi thủy lĩnh vực hư không tiêu thất vô ảnh vô tung, chỉ có một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt từ bốn phương tám hướng đánh tới. Những kiếm quang này có lực xuyên thấu vô cùng đáng sợ, hoặc là quỷ dị khó lường. Hơn nữa Kỳ Linh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên phương diện tốc độ. Trong lúc nhất thời, Thanh Phong Thánh Chủ cảm thấy biệt khuất khó chịu,
hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ 6 đầu cánh tay ngăn cản gian nan mà thôi. Tiểu bối đáng chết mà. Bỗng nhiên Thanh Phong Thánh Chủ mở mắt ra, ánh sáng màu xanh xuất hiện và uy lực cuồng phong khắp toàn thân của hắn tăng mạnh lên rất nhiều, làm cho lôi điện thần thủy không thể xâm nhập vào. Không tốt rồi. Bên trong Thiên Tương Cung xa xa, Ngự Đấu Đạo Quân đang xem cuộc chiến và liền biến sắc. Tên điên này dùng sát chiêu rồi. Thiên Nhất Đạo Quân nghiêm túc nói. Kỷ Linh huynh đệ có thể nhanh bức tên điên này dùng đến sát chiêu đúng là khó lường. Cho dù tốc độ của Kỷ Linh huynh đệ rất nhanh, chỉ cần hắn lui về phía sau thì Thanh Phong Thánh Chủ không có biện pháp gì cả. Tên điên Thanh Phong cũng không có khả năng vẫn duy trì trạng thái điên cuồng như vậy, bởi vì tiêu hao thần lực quá mức đáng sợ. Chủ nhân không có lui ư? Tô Vũ Cơ cũng lo lắng nói. Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân cũng sợ hãi. Ta cho Kỷ Linh Ngọc Gián đã có nói rõ chi tiết sát chiêu của Thanh Phong rồi, có lẽ hắn cũng nhìn thấy sát chiêu của Thanh Phong. Thiên Nhất Đạo Quân rất gấp gáp, đại năng chiến đấu tốc độ nhanh cỡ nào đây, hắn chỉ là pháp thân không thể cứu kịp, cũng không có thể có lực cứu. Chết đi. Hai mắt của Thanh Phong Thánh Chủ lạnh như băng, 6 chuôi kiếm trong tay bổ ra, tư thế vung bổ vô cùng đơn giản và vụng về. Kiếm xuất ra, thiên địa như sụp đổ, tiếng gió gào thét, vô số cuồng phong nghiền áp nhắm về phía Kỷ Linh. Những nơi nó đi qua, lôi thủy kiếm ý lĩnh vực hoàn toàn bị vỡ ra và hoàn toàn không thể ngăn cản, chênh lệch quá rõ ràng. Thanh Phong Thánh Chủ chính là ỷ vào sát chiêu này mới chính thức danh truyền cương vực vô tận. Không có sát chiêu này, hắn cũng không tính là lợi hại trong đạo quân tứ bộ. Sát chiêu này của hắn có thể uy hiếp tuyệt đại đa số đạo quân tứ bộ, nhưng Ngự Đấu Đạo Quân không ra giao chiến cũng vì có khả năng bị sát chiêu này chém giết. Tốc độ của Kỷ Linh lui nhanh, Ngự Đấu không thể làm gì Kỷ Linh. Loại sát chiêu này cũng là cấm thuật, thi triển ra sẽ tiêu hao thần lực cực kỳ kinh người. Hắn lại không trốn nữa. Thanh Phong Thánh Chủ ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Ngăn cản. Kỷ Linh sử dụng 6 cánh tay cùng phòng ngự, kiếm đạo trung cực sử dụng ảo diệu duy tâm thức, từ đó làm cho chung quanh Kỷ Linh hình thành lĩnh vực tối tăm. Oanh! Cuồng phong đáng sợ dễ dàng phá hư tất cả, trực tiếp oanh kích lĩnh vực chung quanh Kỷ Linh. Ngay cả lỗ đen lĩnh vực cũng bị nghiền nát, trực tiếp oanh kích lên chân thân của Kỷ Linh đang ẩn nấp ở trong lỗ đen. Không! Trong Thiên Tương Cung xa xa, ánh mắt của Tô Vô Cơ mang theo một tia lo lắng. Làm sao có thể? Hắn khó mà tin nổi, hắn không tin Kỷ Linh sẽ tự tìm đường chết, biết rõ sát chiêu lợi hại, vì cái gì mà lại không tránh đây? Bành! Công kích đáng sợ oanh kích lên người Kỷ Linh, chân thân Kỷ Linh mặc áo giáp có vô số thần văn tầng tầng lớp lớp, lực công kích xuyên qua những thứ này và lập tức bị thu nạp chuyển hóa, thậm chí thu nạp chuyển hóa lực lượng còn tạo thành ma diệt lực va chạm. Nói đến thì phức tạp, khi lực xuyên thấu truyền vào trong áo giáp liền suy yếu, còn lại 1/1000. Uy năng còn lại lan đều khắp toàn thân Kỷ Linh, chỉ tạo thành ảnh hưởng nhỏ bé lên Kỷ Linh mà thôi. Áo giáp chúa tể quả nhiên là phi phàm. Kỷ Linh vô cùng vui mừng, vị chúa tể chết đi kia tự nhiên am hiểu cận chiến, trọng yếu nhất của hắn là U Lam đại kiếm, tiếp theo chính là áo giáp trên người này. Áo giáp này là đan tâm giả lúc trước hao hết vô số tâm huyết tạo ra vì tình cảm chân thành trong nội tâm. Nó không có uy năng đặc thù nào cả. Cần biết một ít áo giáp có uy năng đặc thù, ví dụ như mượn nhờ lực trùng kích phản công địch nhân, thậm chí trong đó chứa bí thuật rất mạnh. Nhưng áo giáp của chúa tể này vô cùng đơn giản, nó chỉ có một công năng duy nhất là phòng ngự. Tất cả lực trùng kích, công kích đều bị suy yếu tới 1/1000. Chỉ sợ công kích của chúa tể mới vượt qua hạn mức này, thế nhưng tối đa không vượt qua 1%. Ỷ vào áo giáp này, kiếm đạo của chúa tể chưa bao giờ bị tổn thương qua. Kỷ Linh ngạnh kháng sát chiêu này là vì tự tin vào áo giáp. Đương nhiên, cho dù không có áo giáp, hắn cũng không sợ. Hắn đã tu luyện thần thông hộ thể của chúa tể là kiếm đạo chi thân. Hắn đã tu hành cả ngàn năm, hắn tu hành kiếm đạo chi thân đạt tới cấp độ vĩnh hằng hạ phẩm. Trước là đạo chi thần binh cực phẩm, đến vĩnh hằng hạ phẩm, nhìn như tăng lên không nhiều lắm. Nhưng trên thực tế, đạo chi thần binh và vĩnh hằng pháp bảo có khác nhau về bản chất. Ví dụ như Thanh Phong Thánh Chủ có thể hủy diệt đạo chi thần binh cực phẩm, nhưng hắn không thể phá hủy vĩnh hằng pháp bảo. Ngoài ra, có áo giáp của chúa tể, bên trong có thần thông hộ thể cường đại, Thanh Phong Thánh Chủ làm sao có thể làm hắn bị thương được đây? Oanh! Oanh kích đánh vào thân thể của hắn, Kỷ Linh kiềm lòng không được, bay ngược về phía sau, cần có lôi thủy kiếm ý lĩnh vực trợ giúp mới dừng lại được. Ồ, uy lực không tệ.
Kỳ Linh tươi cười cảm thán: Ngươi... Thanh Phong Thánh Chủ cười lạnh, thân thể hắn cứng lại và nhìn về phía Kỳ Linh: Ngươi như thế nào lại... Cho dù không chết, tốt xấu gì cũng bị trọng thương. Uy lực sát chiêu của ngươi không đủ, muốn giết ta ư? Còn kém xa lắm. Kỳ Linh lắc đầu nói: Không tính là áo giáp của chúa tể, thân thể phòng ngự vượt xa vô số đạo quân tứ bộ. Lúc trước Kỳ Linh chỉ học kim tượng thần thông, đã phải trả cái giá không nhỏ. Kim tượng thần thông đại thành chính là đạo chi thần binh cực phẩm. Muốn thân thể đặt tới vĩnh hằng pháp bảo, mặc dù là vĩnh hằng hạ phẩm, loại thần thông này rất khó học được. Muốn học cần trả cái giá lớn kinh người. Phần lớn đạo quân tứ bộ cũng không học được. Kiếm đạo chi thân đại thành sẽ đặt tới vĩnh hằng cực hạn. Dù sao cũng là thần thông của chúa tể, chỉ có chúa tể chết đi mới vô tư như thế. Như thuyết giám đế quân còn sống, cho dù là chúa tể vĩ đại, phương diện truyền thụ thần thông bí thuật đều có thể giữ lại. Ta khâm phục khẩu phục. Thanh Phong Thánh Chủ vung tay lên, thần điện ở phía xa xa bay tới, hắn trực tiếp đi vào trong thần điện. Sao? Kỳ Linh sững sờ, dừng tay như thế hay sao? Kỳ Linh cũng không có biện pháp gì cả, chính mình muốn đi có thể đi, Thanh Phong Thánh Chủ đúng là mạnh hơn mình, hắn muốn đi thì đi. Như thế nào, chuẩn bị đi rồi ư? Kỳ Linh đứng giữa không trung mở miệng nói: Không vội, chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Trong thần điện, Thanh Phong Thánh Chủ mở miệng nói. Hắn cũng kiêng kỵ tốc độ vô khổng bất nhập của Kỳ Linh, cho nên trốn vào trong thần điện, mượn nhờ trận pháp thần điện cấm chế làm cho Kỳ Linh kiêng kỵ và không làm gì được hắn ta. Thiên nhất ngự đấu. Thanh Phong Thánh Chủ cao giọng nói, giọng nói vang vọng trong hư không. Chúng ta có thể nói chuyện. Giờ phút này cuồng phong bao phủ bầu trời đã mất đi, Kỳ Linh cũng thu lôi điện kiếm mưu lĩnh vực. Hắn nhìn sang thần điện. Ha ha, tên điên người muốn gì đấy? Hai đạo thân ảnh bay ra khỏi Thiên Thương Cung, Thiên Nhất Đạo Quân và Ngự Đấu Đạo Quân. Thiên Nhất Đạo Quân cười nhạo nói: Ây già, trước kia người vây khốn Thiên Thương Cung của ta, còn nói muốn vây khốn một hỗn độn kỷ nguyên, 10 hỗn độn kỷ nguyên cái gì đó cơ mà. Hiện tại người muốn gì đây? Ta nhất định phải bàn với ngươi sao? Ngươi cũng quá xem trọng chính mình rồi. Là ta sai rồi. Thanh Phong Thánh Chủ nói: Thiên Nhất huynh, kính xin chớ có để ý. Thiên Nhất Đạo Quân mở to mắt, Ngự Đấu Đạo Quân cũng kinh ngạc, Kỳ Linh cũng không rõ ràng. Chủ động nhận sai ư, còn hô Thiên Nhất huynh sao? Chà 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 chà, tên điên ngươi cũng biết cúi đầu ư? Thế nhưng hai ta kết oán lâu như vậy rồi, ngươi còn lần thứ nhất gọi ta là Thiên Nhất huynh. Gọi ta như thế, nội tâm của ta đang run rẩy đây này. Thiên Nhất Đạo Quân trêu tức nhìn sang Thanh Phong Thánh Chủ nói: Ngươi không thể giết chết Kỳ Linh huynh đệ của ta, Kỳ Linh huynh đệ cũng không làm gì được ngươi. Ngươi bây giờ cúi đầu, chẳng lẽ là vì tên đạo quân tam bộ kia sao? Chuộc hắn chỉ là một phương diện thôi. Đứng tại trong thần điện, Thanh Phong Thánh Chủ nói: Ta hy vọng có thể xóa bỏ thù hận hai bên, từ nay về sau không đối địch. Có điều kiện gì, Thiên Nhất huynh cứ nói đi. Thanh Phong Thánh Chủ rất rõ ràng, hắn không sợ Ngự Đấu, không sợ Thiên Nhất, nhưng hắn lại sợ Bắc Minh. Hiện tại đạo quân nhị bộ đã là như vậy, hắn cũng không làm gì được. Tương lai thành đạo quân tam bộ, đạo quân tứ bộ, với thù hận của hai bên, chỉ sợ sẽ là Thanh Phong Thánh Điện diệt môn. Cho nên tranh thủ thời gian, không tiếc cái giá trả lớn, kết thúc thù hận. Có điều kiện gì cứ việc nói. Thiên Nhất và Ngự Đấu tươi cười: Lão điên người cúi đầu, đấu với nhau mấy vạn hỗn độn kỷ nguyên, rốt cuộc cũng cúi đầu rồi. Thiên Nhất cảm khái, hắn và Thanh Phong đấu với nhau thật lâu, cả hai đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, cũng không ai cúi đầu với ai cả. Đại năng hai phe Thiên Thương Cung và Thanh Phong Thánh Điện cũng đã là tử địch, đấu với nhau đã vài vạn hỗn độn kỷ nguyên, lựa chọn cúi đầu chẳng những mất mặt mà còn tổn thất đại lượng bảo vật. Đều là vì Bắc Minh. Ngự Đấu nhìn sang Kỳ Linh: Thiên Nhất huynh, nói thật, chỉ bằng ngươi muốn ta cúi đầu ư? Thanh Phong Thánh Chủ ở trong thần điện và lắc đầu nói: Đó là việc không có khả năng. Thiên Thương Cung các ngươi có nhiều hảo huynh đệ, ta không sợ thực lực của Bắc Minh hiện tại. Hắn cũng chỉ là đạo quân nhị bộ, có lẽ không bao lâu sẽ vượt qua ta. Thiên Thương Cung các ngươi cũng sẽ nương theo hắn dương danh thiên hạ. Thiên Nhất Ngự Đấu cũng cười: Tương lai Thiên Thương Cung sẽ có đạo quân nghịch thiên tọa chấn, là đạo quân nghịch thiên chân chính, đó là tồn tại chém giết vĩnh hằng đế quân. Hiển nhiên Kỳ Linh có tiềm lực này. Thế nhưng Thanh Phong, Thiên Nhất, Ngự Đấu không nghĩ tới Kỳ Linh còn đáng sợ hơn bọn họ tưởng tượng. Hiện tại Kỳ Linh chỉ là đạo quân nhất bộ mà thôi. Quá khen rồi. Kỳ Linh nói:
ta chỉ nói sự thật mà thôi. Thanh Phong Thánh Chủ nói, hắn nhìn sang Thiên Nhất. Thiên Nhất à, nói đi, muốn điều kiện gì đây? Thanh Phong, muốn kết thúc ân oán hai bên cũng được thôi. Thiên Nhất nói, ta có ba điều kiện. Thiên Thương Cung và Thanh Phong Thánh Điện đàm phán tiếp tục tới một ngày. Thiên Nhất Đạo Quân mở miệng quá, cho dù Thanh Phong Thánh Chủ bán tất cả bảo vật cũng không đủ. Giao giá trên trời, trả tiền dưới đất. Cuối cùng nhất, Thanh Phong Thánh Chủ bồi bảo vật giá trị 2.000 vạn phương. Thù hận hai phe kết thúc, đồng thời tất cả đạo quân hai phe phải thề không xâm phạm nhau. Chỉ cần đạo quân không đấu, thế giới cảnh, tổ thần tổ tiên phía dưới đấu nhau chỉ là việc nhỏ mà thôi. Đương nhiên Kỷ Linh cũng nghiền ép Hố Phong Đạo Quân một lần. Trên người hắn ép Hố Phong Đạo Quân phát ra lời thề bổn mạng là bảo vật trên người không nhiều hơn một phương. Như thế Kỷ Linh mới trả Hố Phong Đạo Quân trở về. Bên trong Thiên Thương Cung, Kỷ Linh, Thiên Nhất, Ngự Đấu, Ngự Sán đang uống rượu tán gẫu. Chà chà, mới 2.000 vạn phương. Thiên Nhất Đạo Quân lắc đầu nói, trước kia ta tối thiểu muốn 5.000 vạn phương. Ta biết rõ hắn có bảo vật bảo vệ tính mạng, xuất ra một kiện cũng đã là giá này rồi. Đều là Ngự Đấu ngươi, đều là ngươi khuyên ta. Bằng không ta không bỏ qua cho hắn ta đâu. Huynh đừng có hung ác như vậy. Ngự Đấu Đạo Quân bưng chén rượu uống. Hắn chỉ kiêng kệ Bắc Minh mà thôi, nhưng trên thực tế chúng ta căn bản không đối phó được với hắn đâu. Thử chọc hắn cũng không có biện pháp. Hắn hoàn toàn có thể mang theo Thanh Phong Thánh Điện di chuyển sang nơi khác làm chúng ta không tìm được. Hơn nữa nó không chừng âm thầm còn có thể trả thù, vậy cũng rất là phiền toái. Vật bảo vệ tính mạng của hắn trong lòng hắn còn quan trọng hơn Thanh Phong Thánh Điện rất nhiều. Ngự Đấu Đạo Quân cảm khái nói, là hắn trải qua mạo hiểm vô tận tuế nguyệt mới phát hiện ra được. Người muốn hắn xuất ra một kiện ư? Người làm vậy còn hung ác hơn cả diệt Thanh Phong Thánh Điện đấy. Thiên Nhất nói thầm vài tiếng. Người tu hành cường đại để hoa phí vô số bảo vật tu luyện thành bí thuật hoặc là pháp bảo, chính thức có thể lấy ra giao dịch rất ít. Như Thiên Nhất Đạo Quân, Thanh Phong Đạo Quân đều có bảo bối vượt qua cả 100 triệu phương linh dịch. Trên thực tế không có khả năng xuất ra nhiều như vậy. Có chút bảo bối bọn họ dùng để chiến đấu. Giống như Kỷ Linh có 6 chuôi bổn mạng thần binh, áo giáp chúa tể, đạo phù chúa tể đều dùng để chiến đấu. Như vậy vẫn thiệt thòi cho Kỷ Linh. Thiên Nhất nhìn Kỷ Linh nói, Kỷ Linh, ngươi thu 2.000 vạn phương này đi. Nói xong hắn đưa pháp bảo chữ vật cho Kỷ Linh. Không được. Kỷ Linh sợ bị nhảy dựng lên giao tất cả cho mình ư? Ngươi mới là đạo quân nhị bộ, là thời điểm rất cần bảo vật. Ngươi... Thiên Nhất Đạo Quân khuyên, Kỷ Linh kiên quyết không chịu. Ngự Đấu nói, Bạc Minh huynh đệ, ngươi thành đạo quân không bao lâu, có lẽ cũng cần tu luyện ra một pháp thân. Pháp thân hoàn mỹ cần tài vật không dưới 1.000 vạn phương, nhu cầu khác cũng không ít đâu, cầm lấy đi. Kỷ Linh thấy thế cũng không có cự tuyệt, nói, ta liền thu một nửa, các ngươi không thu thì ta cũng không thu đâu. Được, háo. Thiên Nhất lên tiếng, không khuyên ngươi nữa. Ngự Sán huynh đệ, ngươi cũng mới là đạo quân nhị bộ, ngươi thu 500 vạn phương, Ngự Đấu còn lại quy cho ngươi. Đại ca. Ngự Đấu nói, đại ca ngươi không cần, như vậy cũng không được. Ngự Sán Đạo Quân cũng nói, bản tôn của ta đang ở Dịch Lãng Giới, một khi rời khỏi Dịch Lãng Giới ta sẽ lập tức hợp đạo. Thiên Nhất Đạo Quân lắc đầu nói, mặc kệ hợp đạo thành công hay thất bại, những bảo vật này đều vô dụng với ta. Nội tâm Kỷ Linh, Ngự Đấu và Ngư Sán trầm xuống. Thiên Nhất đại ca là người sống lâu nhất trong số bọn họ, càng muốn hợp đạo. Kỳ thật mọi người cũng hiểu, hợp đạo hẳn phải chết, thành công quá ít ỏi. Đến đây, uống rượu ngon nào. Thiên Thương Cung của ta có Bắc Minh, ta càng an tâm hợp đạo rồi. Thiên Nhất Đạo Quân cười ha ha nói, hôm nay đối thủ cũ của ta cũng đã cúi đầu, thống khoái mà, có nhiều bảo vật như thế thật sự là quá thống khoái. Kỷ Linh tạm thời ở lại trong Thiên Thương Cung, hắn tiềm tu ở trong Bắc Minh Động Phủ. Lần này từ Thanh Phong Thánh Chủ, Hố Phong Đạo Quân, Kỷ Linh đạt được 1.300 vạn phương bảo vật, trong đó có 1.000 vạn phương đều dùng mua chân tài tu luyện pháp thân. Bên trong một động thiên, vù vù vù, hắc ám lạnh như băng, gió lạnh gào thét. Sâu trong động huyệt hắc ám mang theo hàn khí giá lạnh. Sâu trong huyệt động hắc ám có thân ảnh bị đóng băng, bên cạnh còn có thiếu niên áo trắng đang ngồi khoanh chân. Toàn thân thiếu niên áo trắng phóng thích pháp lực ngập trời, pháp lực không ngừng rót vào trong hàn băng. Thời gian trôi qua, tạch tạch tạch, hàn băng xuất hiện vết sách.
Bành! Thân ảnh trong hàn băng bay ra ngoài, thân thể hắn trần truồng và tỏa ra hàn khí, dung mạo giống kỳ linh như đúc, đồng thời trên người hắn ngưng kết một bộ áo vàng. Kỳ linh áo vàng và kỳ linh áo trắng nhìn nhau. Pháp thân này của ta chỉ là hình thức đơn giản hóa, hôm nay cũng có một thành thực lực của ta, kế tiếp chính là ma luyện phù hợp. Kỳ linh áo trắng khẽ gật đầu, hắn cười nói: Pháp thân đạo hữu, về sau ngươi tạm cư trong Thiên Thương Cung đi, tự nhiên sẽ nghe bản tôn hiệu lệnh. Kỳ linh áo vàng nói: Kỳ thật cả hai có chung trí nhớ và năng lực tư duy, chỉ là kỳ linh làm ra cho vui vẻ mà thôi. Pháp thân có cảnh giới đạo giống như với hắn, nếu như không có thanh hoa ấn ký, kỳ linh sẽ không thử tu hành pháp thân, thần thông, bí thuật đều có thể tu luyện, nhưng chỉ có cửu trọng hỗn độn cấm chế là không thể tu luyện. Thi triển bí thuật chúa tể cũng có thể bộc phát chiến lực cực mạnh, cũng không thể chém giết kéo dài. Kỳ linh gật đầu tự nói: Pháp thân đã sơ bộ luyện thành, ta cũng nên rời khỏi Thiên Thương Cung rồi. Kỳ linh tự mình đi tìm Thiên Nhất Đạo Quân. Người muốn rời khỏi Thiên Thương Cung, chuẩn bị khi nào rời khỏi vậy? Thiên Nhất Đạo Quân cũng kinh hãi: Cũng không lâu, ngày mai ta sẽ đi. Kỳ linh cười nói. Thiên Nhất Đạo Quân gật đầu: Thực lực của ngươi hôm nay đang trong thời kỳ bộc phát, thật sự là thời điểm nên xông xáo bên ngoài. Mọi việc cần chú ý cẩn thận, đặc biệt là đạo quân tứ bộ. Bất cứ đạo quân tứ bộ nào cũng không tầm thường đâu, nói không chừng sẽ có thể khắc chế ngươi. Ta hiểu rồi. Kỳ linh gật đầu. Lần này cũng vì Kỳ linh biết rõ thủ đoạn của Thanh Phong Thánh Chủ nên hắn mới trực tiếp khiêu chiến. Nếu như ở bên ngoài, hắn càng phải cẩn thận, bởi vì tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, đạo quân tốc độ nhanh hơn cũng có. Đại ca, còn có một chuyện cần phiền toái người. Kỳ linh nói. Hay da, chúng ta là huynh đệ, khách khí làm cái gì chứ, cứ nói đi. Thiên Nhất Đạo Quân nói. Ta muốn đi Đạo Minh Thánh Thành một chút. Sáu thế lực lớn trong Vô Tận Cương Vực, Đạo Minh là đứng đầu. Chín thành chín cương vực đều thuộc về Đạo Minh. Đạo Minh thi hành sách lược vô vi mà trị, quá phận tán. Thậm chí rất nhiều đại năng cổ xưa ẩn cư, tính tình quái dị. Nếu như cả Đạo Minh hoàn toàn thống nhất, hoàn toàn đứng chung một chỗ, thì năm thế lực khác có liên thủ cũng không đấu lại Đạo Minh. Đạo Minh tuyệt đối là thâm bất khả chắc. Luận bảo vật, luận thần thông, luận bí thuật, Đạo Minh đứng đầu không cần tranh luận. Vô số tế nguyệt đã trôi qua, Vạn Thần Đạo Quân, Tâm Kiếm Đế Quân đều là người thuộc về Đạo Minh. Cũng đúng, ngươi là cung chủ Thiên Thương Cung chúng ta, tự nhiên cũng là thành viên của Đạo Minh. Thiên Nhất Đạo Quân nói. Tự nhiên có thể đi Đạo Minh xem một hồi. Đạo Minh có diện tích quá lớn, sở hữu 8 tòa thánh thành và 1 tòa Đạo Minh Tiên Cung. Thiên Nhất Đạo Quân nói. Đạo Quân bình thường cũng có thể chạy tới gần 1 tòa thánh thành, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Kỳ linh gật đầu. Đường xá quá xa xôi mà lại nguy hiểm cũng nhiều, nếu như đi 1 tòa thánh thành, khoảng cách cương vực quá xa xôi, muốn đi cũng rất khó khăn. Tòa thánh thành cách chúng ta gần nhất, với tốc độ của ngươi hiện tại, ta nghĩ hơn 1000 năm là có thể đi tới được. Thiên Nhất Đạo Quân nói. Ta đã mang tin tức Thiên Tương Cung xuất hiện thêm cung chủ và bẩm báo lên trên, sau khi đến thánh thành thì phải lãnh một lệnh bào Đạo Minh, nếu không có rất nhiều nơi trong thánh thành không cho phép ngươi đi vào. Ta hiểu rồi. Kỳ linh gật đầu. Như một ít thế lực đối địch như Hắc Ám Cương Vực, có vài chỗ trong Đạo Minh nhất định cấm những kẻ tới từ bên ngoài đi vào. Người có thể tiến vào 8 đại thánh thành, chỉ có Đạo Minh Tiên Cung là hạch tâm chân chính, không ai có thể tiến vào, nhất định phải được Đạo Minh Tiên Cung mời mới có thể đi vào được. Thiên Nhất Đạo Quân nói. Nếu là đạo quân tứ bộ có hy vọng đạt được mời, thực lực Kỳ linh ngươi đoán chừng sẽ có cơ hội được mời đấy. Kỳ linh gật đầu. Hang ổ 6 thế lực lớn đều thần bí khó lường, trong đó Đạo Minh Tiên Cung là thần bí mà cường đại nhất, nghe nói ẩn chứa bí mật giúp Đạo Minh kéo dài không suy. Như Măng Nhai Quốc, cổ tu nhất tộc, sinh mệnh đặc thù nhất tộc đều không có cách nào cạnh tranh với Đạo Minh, trong đó có nguyên nhân là nhờ vào Đạo Minh Tiên Cung này. Nhưng mà bí mật trong Đạo Minh Tiên Cung cực ít người biết rõ. Còn có một điều ngươi phải nhớ cho kỹ. Thiên Nhất Đạo Quân nhớ tới cái gì đó liền trịnh trọng nhắc nhở. Đạo Minh thực sự quá lớn, cho nên bên trong rất là hỗn loạn, phân thành rất nhiều phe phái. 8 đại thánh thành đều là một phe phái khác nhau, sau lưng mỗi một thánh thành đều có chút lão quái vật. Ngươi nhất thiết không thể lẫn vào trong tranh đấu bên trong Đạo Minh. Ta đoán một khi ngươi bạo lộ thực lực đạo quân nghịch thiên sẽ bị lôi kéo đấy. Sao?
tám đại thánh thành, mỗi một thành là một phe phái khác nhau ư? Kỳ Linh kinh ngạc nói, chẳng phải ít nhất tám đại phe phái hay sao? Mạnh nhất là chín đại phe phái, trong đó còn có các tiểu phe phái. Tóm lại, đạo minh vô cùng rối loạn. Thiên Nhất Đạo Quân liền nói, nghe nói liên lụy đến một ít bí mật trong đạo minh thiên cung. Dù sao đạo quân tứ bộ giống như ta, căn bản không có tư cách xen vào. Chỉ có một chút lão quái Phật hoặc đạo quân nghịch thiên mới có tư cách lẫn vào thôi. Cho dù người muốn lẫn vào cũng phải thành đạo quân tứ bộ, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Luận nội đấu, đạo minh chúng ta tuyệt đối nội đấu tàn nhẫn nhất đấy. Kỳ Linh cũng im lặng. Đạo minh nội đấu lợi hại, chủ yếu năm thế lực khác yếu hơn nhiều, căn bản ngẫu nhiên khiêu khích đạo minh, nhưng không dám đại chiến đại quy mô. Vù, một chiếc tàu cao tốc tiến nhanh vào trong hỗn độn. Trên tàu cao tốc có thanh niên áo trắng là Kỳ Linh, Tô Vô Cơ, Đan Bảo Đạo Quân. Bọn họ rời khỏi Thiên Thương Cung và tiến lên trong lữ trình mới. Chủ nhân, chúng ta đi tới đạo minh thánh thành phải không? Đan Bảo nghi ngờ nói. Đầu tiên đi đường vòng về quê nhà ta đã. Kỳ Linh cười nói, không tính là xa, về sau chúng ta lại đi đạo minh thánh thành. Quê nhà của chủ nhân nữa? Tô Vô Cơ hiếu kỳ nói, là ở đâu vậy? Đến lúc đó các ngươi sẽ biết rõ thôi. Kỳ Linh tươi cười nói, nhưng các ngươi không được nói vị trí quê nhà ta cho người ngoài biết, nhớ chưa? Vâng. Tô Vô Cơ, Đan Bảo đều đáp lại. Kỳ Linh gật đầu. Đi đạo minh thánh thành cần hơn 1000 năm, đi một chuyến trở về tam giới dùng tốc độ hiện tại chỉ cần hơn 100 năm. Sư phụ và Phong Ma đều có ý định đột phá, sau đó rời khỏi tam giới đi vô tận cương vực mở mang kiến thức. Kỳ Linh nhíu mày nói, vòng xoáy thông đạo giữa tam giới và đại mạc vực cũng không ổn định, bên trong chứa nhiều vết nứt không gian. Nếu như vận khí không tốt chui vào trong vết nứt không gian, bị chuyển rời tới một khu vực không ai biết. Ta nhiều năm qua chưa từng nghe qua chút tin tức nào của nữ hoa nương nương cả. Chỉ sợ nữ hoa nương nương năm đó rất có thể đã lâm vào vết nứt không gian, bị chuyển rời đưa đi nơi xa xôi rồi. Kỳ Linh có suy đoán, vòng xoáy thông đạo không ổn định, vô cùng nguy hiểm. Thực lực của Kỳ Linh hôm nay có thể dựa vào kiếm pháp, kiếm ý áp chế và bảo trì ổn định. Đám người Bồ Đề không có được thực lực như Kỳ Linh của hôm nay. Xem ra cần phải khai hoang một lần rồi, mở ra một con đường đi thông tới đại mạc vực an toàn. Kỳ Linh nghĩ thầm trong lòng, vô tận cương vực có rất nhiều đường an toàn, là vô số người tu hành lục lọi ra. Nguyên thần thứ hai của ta ở lại tam giới, ta ở bên ngoài cũng có thể cảm ứng được vị trí của nguyên thần thứ hai. Kỳ Linh thầm nghĩ nói, chỉ cần một đường tiến lên, cuối cùng sẽ đi tới vị trí nguyên thần thứ hai. Như vậy, con đường này sẽ được khai hoang thành công. Thực lực của ta hôm nay có thể sánh ngang đạo quân tứ bộ, càng có áo sát chúa tể trên người, khai hoang với ta không phải là việc khó. Hơn 100 năm sau, tại khu vực biên giới đại mạc vực, tiến lên. Trong hư không hỗn độn không biết tên này, trên một chiếc tàu cao tốc, khai hoang là việc rất nguy hiểm, nó không chừng sẽ gặp một ít hiểm cảnh. Kỳ Linh gia tăng thực lực rất lớn nên mới dám làm như vậy. Chỉ thấy Kỳ Linh ngồi khoanh chân trên bong thuyền cao tốc, hắn cảm ứng được một ít nguy hiểm ở nơi xa xa. Hắn nắm giữ kiếm đạo trung cực mới có tư cách xem như kiếm đạo chi chủ. Vũ trụ kiếm đạo bổn nguyên lan ra khắp nơi, chúng đã thành con mắt của Kỳ Linh. Hồn phách của Kỳ Linh càng mạnh, cảnh giới kiếm đạo càng cao, mượn nhờ kiếm đạo cảm ứng khoảng cách lại càng xa. Hôm nay hồn phách của Kỳ Linh trải qua thanh hoa vũ khí chi lực ẩn dưỡng, đã phát triển đến mức sánh ngang đạo quân tứ bộ. Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn ra xa xa, cách 6000 tỷ dặm sẽ có nguy hiểm, đạo quân tiến vào cũng có thể chết đi. Kỳ Linh lại đánh dấu vào tinh đồ. Kỳ Linh đã vẽ tinh đồ mới, lại đánh tiêu chí hỗn độn tinh cầu, đánh dấu địa phương nguy hiểm, như thế không cần lo lắng sẽ mất đi phương hướng. Từ đại mạc vực đến tam giới kỳ thực còn rất xa, Kỳ Linh khai hoang đã qua 300 năm, chính thức làm cho Kỳ Linh đều cảm giác cực độ nguy hiểm. Chỉ có một nơi, địa phương khác có một ít cảm giác nho nhỏ, những địa phương này với thế giới cảnh mà nói là tuyệt địa chân chính. Nhanh, cách tam giới rất gần rồi. Kỳ Linh có thể cảm ứng được vị trí của nguyên thần thứ hai, hắn tươi cười nói, đoán chừng tiếp qua vài chục năm là có thể đi tới tam giới rồi. Mở ra con đường an toàn đối với tam giới mà nói là một chuyện cực tốt. Chỉ cần giữ bí mật con đường này, như vậy người từ ngoài đến căn bản không biết nên tiến vào như thế nào, cho dù đạo quân tứ bộ cũng khó chạm vào. Kỳ Linh có nguyên thần thứ hai làm tham chiếu, có thể thời thời khắc khắc cảm ứng được vị trí nguyên thần thứ hai, cho nên sẽ không bị lạc.
Tô Vô Cơ lúc này lên tiếng nói: Chủ nhân à, chúng ta hơn 300 năm qua đã phát hiện nhiều nơi nguy hiểm như vậy. Chung quanh quê hương của người có phải có quá nhiều nơi nguy hiểm hay không đấy? Ừ, đúng là hơi nhiều. Kỳ Linh gật đầu, Kỳ Linh cũng hiểu được mật độ địa phương nguy hiểm ở nơi này hơi cao. Vũ trụ mênh mông mà thần bí, tất cả đều có khả năng. Kỳ Linh cười nói, bỗng nhiên hắn biến sắc, sau đó vẻ mặt hết sức cổ quái. Sao? Kỳ Linh quay đầu nhìn về phương xa. Chủ nhân, sao vậy? Tô Vô Cơ, Đan Bảo cũng phát hiện Kỳ Linh đang có vẻ không đúng. Kỳ Linh vẫn nhìn chằm chằm vào phương xa, trên mi tâm của hắn xuất hiện thanh hoa ấn ký. Thanh hoa ấn ký vào lúc này đang cộng minh với một nơi, ngay cả thanh hoa không gian trong người cũng đang chấn động. Vậy mà làm cho thanh hoa ấn ký cộng minh ư? Kỳ Linh lại giật mình, lại vừa khẩn trương vừa cẩn thận. Hắn gặp gỡ kỳ bảo không nhiều, Đan Tôn giả, chúa tể vĩ đại đều là cấp độ chúa tể. Mình cũng đạt được truyền thừa của kiếm đạo chúa tể đã chết đi. Kỳ Linh kiến thức to lớn nhưng không cảm thấy có gì vượt qua kiểu trọng cấm chế sinh ra thanh hoa không gian, còn sinh ra thanh hoa vũ khí chi lực. Đây là thủ đoạn Kỳ Linh khó tưởng tượng nổi. Mà kiểu trọng hỗn độn cấm chế lại là năm đó Tam Thanh đạo nhân đạt được chung quanh tam giới. Kỳ Linh vẫn cho rằng hỗn độn chung quanh tam giới có bí mật, nhưng những năm qua không phát hiện ra mà thôi. Hiện tại hắn quay về và khai hoang một con đường cho tam giới, vậy mà thanh hoa ấn ký lại sinh ra cộng minh. Chúng ta đi nhìn xem. Kỳ Linh mở miệng nói. Vèo, tàu cao tốc bị Kỳ Linh điều khiển bay về nơi có cảm ứng. Chủ nhân, như thế nào vậy? Tô Vô Cơ không nhịn được hỏi. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi phải nghe hiệu lệnh của ta. Thần sắc Kỳ Linh trịnh trọng, khi càng tới gần, thanh hoa ấn ký cộng minh càng mãnh liệt. Hắn phi hành thêm 10 ngày nữa. Hỗn độn vô tận phía trước bỗng nhiên hoàn toàn tiêu tán. Nó là tinh không tinh khiết, trong hư không không có một tia năng lượng. Thậm chí ngay cả lực lượng vũ trụ kiếm đạo bổn nguyên cũng bị áp chế, không thể tới gần. Chẳng những kiếm đạo bổn nguyên, các lực lượng vũ trụ bổn nguyên cũng không thể tới gần. Đó là... Kỳ Linh nhìn vào hư không tinh khiết ở trước mặt. Ở cuối hư không có một đám sương mù màu vàng. Nhìn những sương mù màu vàng kia, trong nội tâm Kỳ Linh có cảm giác uy hiếp rất mạnh. Vô Cơ, Đan Bảo, hai người các ngươi chờ ở đây, không được tới gần. Kỳ Linh quát. Chủ nhân. Nội tâm Đan Bảo và Tô Vô Cơ chấn động không nhỏ. Tuy phía trước là tinh không tinh khiết, tinh khiết không có một tia tạp chất nào, ngay cả vũ trụ bổn nguyên cũng phải lùi bước. Khi hai người nhìn vào trong phiến tinh không này, liền có cảm giác hồn phách run rẩy và sợ hãi. Bọn họ có một loại cảm giác, nếu như bọn họ tự tiện xông vào, chắc chắn sẽ phải chết. Chủ nhân à, ta cảm giác nơi này là hiểm địa khủng bố, không thể mạo muội tiến vào đâu. Tô Vô Cơ liền nói. Chủ nhân, nên nghĩ biện pháp dò xét trước đi, về sau lại tiến vào cũng không muốn. Đan Bảo cũng khuyên. Kỳ Linh nhìn về phía trước, gương mặt trịnh trọng. Hắn có tự tin mình có thể tự bảo vệ trước mặt Thanh Phong Thánh Chủ. Hắn cũng phát hiện tinh không phía trước không phải là tầm thường. Hắn hoàn toàn có thể bỏ qua. Thế nhưng sương mù màu vàng kia trong tối tăm có uy hiếp vô cùng mãnh liệt, làm cho Kỳ Linh hiểu trong sương mù màu vàng ẩn chứa nguy hiểm mãnh liệt. Phiến tinh không này không tầm thường, vạn pháp tránh lui, ngay cả vũ trụ bổn nguyên cũng tránh nơi này. Kỳ Linh nói. Thần niệm của ta không cách nào dò xét được, kiếm đạo cảm ứng cũng không cảm ứng được một tia, ta không có biện pháp nào cả. Vậy thì chớ có vào. Tô Vô Khơ khuyên. Đúng vậy, chủ nhân, bỏ đi, chớ có vào. Đan Bảo cũng khuyên nhủ. Hỗn độn vô tận có rất nhiều nơi nguy hiểm, biết rõ nguy hiểm cần gì đi vào đây. Kỳ Linh lại lắc đầu. Kiểu trọng hỗn độn cấm chế là pháp môn bất khả tư nghị nhất mà mình biết được. Thanh hoa ấn ký hiện tại cộng minh mạnh như thế, hiển nhiên trong sương mù màu vàng có thứ gì đó hấp dẫn nó. Hơn nữa chính mình có bổn mạng đạo phù đặt ở trên người pháp thân Thiên Thương Cung, cho dù mình chết cũng có thể mượn nhờ bổn mạng đạo phù mà trọng sinh. Vì huyền bí của thanh hoa ấn ký, mạo hiểm là đáng giá. Cứ ở đây chờ ta. Kỳ Linh nói. Vâng. Đan Bảo và Tô Vô Cơ chỉ có thể tuân mệnh. Tất cả phải cẩn thận. Tô Vô Cơ lại nói thêm một câu. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó chung quanh người hắn xuất hiện lôi điện màu vàng và dòng nước màu trắng tạo thành thế giới. Vèo. Kỳ Linh bước chậm vào trong tinh không tinh khiết ở trước mặt. Phạm vi vạn dặm chung quanh người hắn bị lôi thủy bao phủ vào bên trong. Vù vù vù. Vừa bước vào trong khu vực tinh không tinh khiết, lực lượng vô hình càn quét chung quanh. Lực lượng vô hình như thế không ngừng bao phủ các nơi. Nó giống như hư vô, mặc dù là thế giới lôi thủy của Kỳ Linh cũng không thể ngăn cản được.
âm thanh xùy xùy, cực kỳ tối nghĩa, xuyên qua áo giáp của chú tể, nhưng yếu đi rất nhiều, về sau càn quét vào hồn phách của Kỳ Linh. Hồn phách Kỳ Linh vững chắc, cảm giác như có gió thổi tan hồn phách vậy. Lại trực tiếp công kích hồn phách của ta ư? Kỳ Linh âm thầm kinh kỵ, lúc này quay đầu nhìn ra đằng sau, tâm ý khẽ động, vòng xoáy lôi thủy bao phủ tới phạm vi của Tô Vũ Cơ và Đan Bảo. Nhất thiết không có thể đi vào phía hư không này, trong hư không có lực lượng kỳ bí, không đâu không có, trực tiếp nhằm vào hồn phách của ta, đạo quân nhất bộ bình thường không thể ngăn cản nổi. Kỳ Linh nói với Tô Vũ Cơ, Đan Bảo một tiếng. Sau khi nhắc nhở xong, Kỳ Linh tiếp tục phi hành vào trong hư không, tốc độ chỉ gấp 2 lần ánh sáng, hắn vô cùng cẩn thận. Mà Đan Bảo, Tô Vũ Cơ lo lắng nhìn Kỳ Linh đi xa, đi thẳng về phía sương mù màu vàng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 200 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 201.